Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Lâu lắm rồi tôi mới trở lại vườn cây cảnh của anh Toàn Thu, chúng ta còn gọi là anh Toàn Đô La. Đây là một bảo tàng cây cảnh nghệ thuật di sản Việt Nam. Địa chỉ tại số 3 phố Đoàn Kết, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Từ cái dịp mà anh Toàn Đô La đón tiên lão Giáng Trần về với bảo tàng cây cảnh nghệ thuật di sản Việt Nam thì hôm nay Đỗ Sinh mới sang được. Bởi vì cái dịp mà anh đón tiên lão Giáng Trần về có thông báo ngày giờ cho Đỗ Sinh cụ thể, nhưng mà khi đó tôi đang làm chương trình tại các tỉnh Tây Nguyên, không thể ra kịp được. Hôm nay Đỗ Sinh về thăm lại cái vườn cây của anh Toàn Đô La để chúng ta cùng nhau thưởng thức, thỏa mong nguyện vọng của rất nhiều anh em trên cả nước có điện đến hỏi Đỗ Sinh bớt chút thời gian về thăm bảo tàng cây di sản và đưa hình ảnh thật là thân quen đối với những người đam mê trong cả nước. Tiêu biểu là một số những cái tác phẩm rất là có giá trị nghệ thuật cao tại bảo tàng cây di sản nghệ thuật Việt Nam. Và bây giờ Đỗ Sinh cùng các bạn chúng ta cùng nhau vào thăm không gian bảo tàng cây cảnh nghệ thuật di sản Việt Nam. Chủ sở hữu ông bà Toàn Thu. Và khi vào khỏi hai cánh cổng, không gian được mở rộng ra trong cái tầm mắt của chúng ta thật là đẳng cấp. Vâng, tại thời điểm này anh Toàn đang tiếp khách. Chào bác nhé. Chào ông. Vâng. Chào ông Nung Văn Dền. Vâng, xin chào các bác. Bác lại chào là Nung Văn Dền, sướng quá. Vâng, đúng là Nung Văn Dền. Các bác vào chơi. Và hôm nay trời thì cũng tương đối là âm u đấy. Có một cái đám mây ngay trên khu vực chúng tôi làm chương trình, cho nên là hơi ánh sáng nó hơi yếu một chút. Ngay 1-2 phút đầu đây chúng ta cùng nhau dạo quanh cái khu vực xung quanh nhé, để được đắm nhìn trong một cái khung cảnh một vườn cây đẳng cấp số 1 trong khu vực. Và bây giờ chúng ta cùng nhau thưởng thức một cách tổng quan trước. Và cùng đi với tôi có các anh là cũng đang trong giai đoạn tìm hiểu những cái tác phẩm quý. Ý tưởng của các anh cũng đang muốn xây dựng những cái vườn cảnh mang tính chất có giá trị để gìn giữ lâu dài trong những cái căn biệt phủ. Vâng, vài phút nữa tôi sẽ gửi đến các bạn chi tiết một cây sung
và tôi đã phải thốt lên khi anh Toàn đưa đến đây. Đây mới là sung sướng này. Và thực sự là như vậy. Và cây sung có tên là Long Mã. Như vậy là với vài phút ban đầu chúng ta đã được chìm đắm trong cái khung cảnh của một vườn cây di sản rất là đẳng cấp. Để có một người tâm huyết gìn giữ và có một cái tác động rất lớn trong làng chơi bonsai nghệ thuật của Việt Nam, đó là anh Phan Văn Toàn, chúng ta hay gọi là Toàn Đô La, ông chủ của nhà vườn Toàn Thu. Vâng, và tác phẩm đầu tiên tôi gửi đến anh em chúng ta cùng nhau thưởng thức. Đây là một tác phẩm, một cây ruối có tên là Thiên Long Vũ Hội. Tôi đã hiểu thế nào là ông chủ Toàn Thu đã đặt tên tác phẩm là Thiên Long Vũ Hội. Khi ngắm đường đi của thân cây ruối uốn lượn và đảo chiều liên tục như một con rồng, và rất là dẻo, rất là đẹp. Một con rồng đang bay lên trên những đám mây để có những cái điệu múa trên không trung hòa nhịp vào những cái vũ hội. Tất cả các cái bông tán của cây ruối của tác phẩm Thiên Long Vũ Hội đã làm một cách rất hoàn hảo, trọn vẹn. Những bông tán cây ruối bồng bềnh tản vân. Chúng ta chuyển ống kính sang mặt sau để quan sát tiếp. Vâng, và đây là các bác đi cùng với Đỗ Sinh. Trong lúc chờ Đỗ Sinh làm chương trình và có cái giao lưu tại vườn anh Toàn Thu, Đỗ Sinh cũng sẽ đăng tải những cái chương trình mà các anh tiếp xúc tại đây ở những cuốn video sau. Các bác cứ thưởng trà đi nhá, em đi làm chương trình trước. Rồi, Đỗ Sinh cứ đi làm đi, còn vâng. Uống trà tí nữa đi làm theo sau. Vâng, vâng. Chúng ta trở lại với cái tác phẩm ruối có tên là Thiên Long Vũ Hội của vườn anh vườn cảnh Toàn Thu đây. Vâng, một cái vị trí trong cái ống kính chúng ta thì tôi lại cảm nhận là cái đường đi của tác phẩm ruối Thiên Long Vũ Hội có cái nét
chữ tâm. Đấy, như cái hình ảnh này thì đúng là một chữ tâm luôn. Và tôi nhớ không lầm thì trước đây tác phẩm Thiên Long Vũ Hội anh Toàn Đô La có đặt tên một thời gian là chữ tâm, cây dưới chữ tâm. À, sau đó chuyển thành Thiên Long Vũ Hội. Nếu không nhầm là như vậy. Và cái nét chữ tâm là ở cái hình mà trên ống kính chúng ta đây. À, vì nó hơi ngược sáng một chút. Và đây là hình ảnh phía ngược lại của tác phẩm Dưới Thiên Long Vũ Hội. Đẹp quá. Và bên cạnh Thiên Long Vũ Hội chúng ta đến với một tác phẩm Khế. Và tác phẩm Khế có tên là Kết Mộc Vi Sơn. Và cây khế vừa mới trổ lộc mới, những búp non màu phớt hồng rất là tuyệt vời. Đẹp quá, bóng dáng của một cây khế cổ. Tất cả những cái rễ trải dài ra các phía đều có cái quắp móng rồng đẹp như thế này. Đấy, đều quắp móng rồng hết, rất tuyệt vời. Và chúng ta đến với một tác phẩm Sam Hương. Và ngửa ống kính lên để được ngắm những cái đường dăm
dăm chi và cái bông tán của tác phẩm Sam Hương. Vâng, một tác phẩm cực kỳ là đẹp, một cách nó hoàn hảo, tròn trịa nhất. Và trước khi kết thúc cuốn video này, Đỗ Sinh dành cho các bác 1-2 phút để thư giãn với một non bộ cảnh tại vườn cảnh ông Toàn Đô La. Thật đơn giản, không rườm rà cầu kỳ, nhưng mà lại rất là đẹp. Vâng, tới thời điểm này Đỗ Sinh cũng xin dừng cuốn video thứ nhất trong dịp này tôi về thăm vườn cây nghệ thuật, một kho cây di sản Việt Nam của ông bà Toàn Thu tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Các bạn sẽ được đón nhận ở những cuốn video tiếp theo, Đỗ Sinh tiếp tục chia sẻ.